tất cả các em. Thật hân hạnh cho cô hôm nay được đồng hành cùng với các em trong tiết học tập làm văn, nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Cô trò chúng ta cùng bắt đầu bài học nhé. Các em quan sát trên màn hình, cô giáo có 4 đề văn nghị luận. Đề 1: Suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua hình ảnh nhân vật vũ nương trong truyện Người con gái Nam xương của Nguyễn Dữ. Đề 2: sức mạnh của tình yêu thương. Đề 3, suy nghĩ của em về tấm gương hiếu học Nguyễn Hiền. Đề 4, cảm nhận về vẻ đẹp của người lính trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu. Bây giờ các em hãy nhanh tay sắp xếp cho cô bốn đề trên vào hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nghị luận văn học, nhóm thứ hai là nghị luận xã hội. Câu hỏi này không khó đối với các em đúng không? Chúng ta dễ dàng có thể nhận ra được. Đề 1 và đề 4 thuộc nghị luận văn học. Đề 3 và đề 2 thuộc nghị luận xã hội. Như vậy, chúng ta đã học xong hai dạng đề của nghị luận xã hội. Và hôm nay, cô trò chúng ta sẽ bắt đầu với dạng đầu tiên của nghị luận văn học. Cô cũng giới thiệu luôn với các em. Nghị luận văn học trong chương trình lớp 9 chúng ta học có hai dạng, dạng thứ nhất là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Dạng thứ hai là nghị luận về bài thơ, đoạn thơ. Và các em nhớ lại cho cô, trong hai đề nghị luận văn học thì đề thứ nhất chính là đề nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích vì sao lại như thế qua tiết học của ngày hôm nay các em sẽ có được câu trả lời chuẩn xác và bây giờ cô trò chúng ta chính thức bắt đầu vào bài học với mỗi một bài học thì chúng ta luôn luôn phải đặt ra mục tiêu cần đạt của bài học là gì đúng không ạ và hôm nay với bài học này thì các em cần phải nắm được cho cô thứ nhất hiểu rõ thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, nhận diện chính xác một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Thứ hai, các em nắm vững các yêu cầu đối với một bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích để có cơ sở tiếp thu, rèn luyện tốt về kiểu bài này ở những tiết học sau. Bây giờ cô trò mình sẽ đi vào phần thứ nhất Tìm hiểu bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Các em đã chuẩn bị bài ở nhà rồi và theo dõi văn bản trong sách giáo khoa trang 61. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu phần thứ nhất. Thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích? Có nghĩa là chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm. Đọc văn bản và tư duy văn bản các em cho cô biết văn bản đó viết về tác phẩm nào của ai ngay dòng đầu tiên của văn bản chúng ta đã nhận thấy văn bản viết về chuyện ngắn lặng lẽ sapa của nguyễn thành long vậy đối tượng mà văn bản hướng đến là gì đối tượng văn bản hướng đến chính là nhân vật anh thanh niên, nhân vật chính của tác phẩm. Em hãy xác định cho cô vấn đề nghị luận được đặt ra ở văn bản này. Đó chính là vẻ đẹp của anh thanh niên, những phẩm chất đáng quý, đáng yêu của anh. Các em tiếp tục đọc thầm văn bản. Cô giáo trích lược nên trên màn hình những câu văn có tính chất then chốt của bài văn bây giờ các em sẽ trả lời cho câu hỏi trắc nhiệm sau văn bản kể giới thiệu hay nhận xét đánh giá về nhân vật anh thanh niên đáp án thứ nhất a kể về những vẻ đẹp phẩm chất tâm hồn của nhân vật anh thanh niên b giới thiệu về vẻ đẹp phẩm chất tâm hồn của anh thanh niên c nhận xét đánh giá về vẻ đẹp nhân vật anh thanh niên với việc tư duy văn bản đó thì chúng ta có thể nhận ra ngay câu trả lời chính xác đó chính là đáp án c nhận xét đánh giá về vẻ đẹp nhân vật anh thanh niên và trong bài viết đó người viết đã bày tỏ những cái cảm nhận rất riêng của mình từ đó chúng ta thấy văn bản là những lời nhận xét đánh giá về nhân vật anh thanh niên bây giờ các em tiếp tục theo dõi cho cô giáo các đoạn văn mở bài sau đây đoạn thứ nhất đến với tác phẩm lặng lẽ sapa của nguyễn thành long ta không thể quên vẻ đẹp của con người lao động và ý nghĩa của những công việc thầm lặng trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc. Để nội dung và ý nghĩa sâu xa ấy đến được với người đọc, phải kể đến nghệ thuật xây dựng tình huống chuyện độc đáo, sáng tạo của nhà văn. Đề thứ hai, nếu như Phạm Tiến Duật, Lê Minh Khuê, Lâm Thị Mỹ Dạ biểu dương và gợi ca những người lính, những cô thanh niên sung phong, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng hy sinh tuổi thanh xuân cho quê hương đất nước. Thì với lặng lẽ Sapa, Nguyễn Thành Long lại dành trọn tình yêu thương, ngợi ca trân trọng cho những con người lao động bình dị, thầm lặng, cống hiến cho quê hương đất nước. Chính điều đó đã làm nên nét đẹp, lặng lẽ tỏa hương cho tác phẩm. Như cô vẫn hướng dẫn với các em, các mở bài của bài văn nghị luận thường nêu ra vấn đề nghị luận. Vì vậy, các em hãy xác định cho cô vấn đề nghị luận được nêu ra trong các mở bài này. Ở mở bài thứ nhất, vấn đề nghị luận được nêu ra đó chính là nghệ thuật xây dựng tình huống chuyện. Ở đề bài thứ hai, vấn đề nghị luận là Nguyễn Thành Long lại dành chọn tình yêu thương, ngợi ca, trân trọng cho những con người lao động bình dị, thầm lặng cống hiến cho quê hương đất nước. Dựa vào vấn đề nghị luận, các em sẽ xác định được cho cô cùng là nghị luận về tác phẩm truyện. Thế nhưng ở mở bài thứ nhất là nghị luận về nghệ thuật của tác phẩm truyện ngắn Sapa. Ở đề bài thứ hai người viết nêu những nhận xét đánh giá về thái độ tình cảm của tác giả thể hiện trong truyện ngắn lặng lẽ Sapa. Như vậy ở đề thứ hai có nghĩa là người viết đã nêu những nhận xét đánh giá về chủ đề tư tưởng của tác phẩm. Tổng hợp lại vấn đề mà cô trò chúng ta tìm hiểu, chúng ta rút ra được kết luận như sau. Nghị luận về tác phẩm truyện là nêu những nhận xét, đánh giá về nhân vật, về sự kiện, về chủ đề, về nghệ thuật trong một tác phẩm cụ thể. Và đây cũng chính là phần ghi nhớ thứ nhất trong sách giáo khoa. Thế nào là nghị luận? về tác phẩm truyện. Bây giờ để củng cố thêm cho các em nhận diện được dạng bài nghị luận về tác phẩm truyện thì cô sẽ có bài tập nhanh sau đây. Cô giáo có 4 đề. Đề 1: Cảm nhận về hình tượng người lính trong đoạn thơ sau trong bài thơ Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu. Cô giáo trích lược đoạn thơ bắt đầu từ câu thơ Áo anh sách vai và kết thúc là câu thơ Đầu súng trăng treo. Đề 2, cảm nhận về những yếu tố kỳ ảo trong chuyện người con gái nam xương của Nguyễn Dữ. Đề 3, từ câu nói của anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Mình sinh ra là gì? Mình đẻ ở đâu? Mình vì ai mà làm việc? Em suy nghĩ gì về lý tưởng sống của thế hệ trẻ hiện nay? Để bốn. Trong tác phẩm Chiếc lược ngà, nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã xây dựng thành công nhân vật ông Sáu. Em hãy phân tích tình cảm của ông Sáu dành cho con khi ông trở lại chiến trường. Tình cảm đó giúp em có suy nghĩ gì về những điều chiến tranh không thể lấy đi. Các em hãy nhanh tay điền vào bảng bên dưới đề bài nào thuộc nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Với kiến thức đã học ở phần trên, chúng ta có thể nhận diện được đề 2 và đề 4 chính là nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Vì sao lại như vậy? Các em chú ý cho cô nào. Ở đề 2, cảm nhận về yếu tố kỳ ảo. Như vậy những yếu tố kỳ ảo chính là những chi tiết ở trong truyện. Và như vậy thì với đề bài này, đề bài yêu cầu chúng ta phải nhận xét đánh giá về nghệ thuật của tác phẩm. Đề 4 đề bài yêu cầu chúng ta phân tích tình cảm của ông Sáu. Như vậy, ở đề bài này, yêu cầu chúng ta nhận xét đánh giá về nhân vật. Vậy còn đề 1 và đề 3 thì thuộc loại nào? À, ở đề 1 là nghị luận về đoạn thơ, bài thơ. Dạng này chúng ta sẽ học sau. Còn đề 3, các em chú ý cho cô này. Đề 3, chúng ta sẽ rất dễ nhầm lẫn với đề nghị luận văn học. Bởi vì đây, phần dẫn đề là câu nói của anh thanh niên trong tác phẩm Lặng lẽ Sapa của Nguyễn Thành Long. Mình sinh ra là gì? Mình đẻ ở đâu? Mình vì ai mà làm việc? Các em chú ý cho cô câu dẫn này chỉ có tính chất là cơ sở định hướng cho các em làm về vấn đề nghị luận lý tưởng sống của thế hệ trẻ hiện nay. Và chúng ta đã học dạng bài này rồi, đó chính là nghị luận về tư tưởng đạo lý. Các em lưu ý nhé, chúng ta sẽ rất dễ nhầm dạng đề này. Với bài tập này, các em đã chắc chắn hơn về đặc điểm Bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích chưa. Chắc chắn khá hơn rồi, đúng không ạ? Và bây giờ, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Phần thứ hai. Vậy một bài nghị luận về tác phẩm truyện đòi hỏi những yêu cầu gì về nội dung, về hình thức? Chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất, những yêu cầu về nội dung. Các em tiếp tục tư duy cho cô bài văn trong sách giáo khoa trang 61. Nghị luận về nhân vật anh thanh niên. Và trước khi các em trả lời một số câu hỏi thì cô muốn nhắc lại cho các em những đặc điểm cơ bản của bài văn nghị luận. Thứ nhất là luận đề mà chúng ta còn gọi là vấn đề nghị luận. Luận đề là vấn đề hay chủ đề đưa ra bàn luận. Yếu tố thứ hai, luận điểm. Luận điểm là ý kiến, quan điểm mà người viết nêu ra trong bài nghị luận. Yếu tố thứ ba, luận cứ. Luận cứ bao gồm lý lẽ và dẫn chứng được đưa ra làm cơ sở cho luận điểm yếu tố thứ tư là lập luận lập luận là cách nêu luận cứ để dẫn đến luận điểm đây là những yếu tố quan trọng của bài nghị luận và các em sẽ dùng những kiến thức này để soi vào văn bản nghị luận về anh thanh niên để chúng ta trả lời cho những câu hỏi sau của cô giáo nhé trước hết các em cho cô biết ở bài viết đó, người viết đã chia làm mấy đoạn? Rất dễ để có thể nhận thấy đúng không ạ? Bài viết được chia làm 5 đoạn. Bây giờ các em sẽ quan sát cho cô trên màn hình. Tạm thời cô chia bài văn làm 3 phần, 3 nội dung Nội dung thứ nhất, đoạn văn nêu luận đề, có nghĩa là nêu vấn đề nghị luận. Thứ hai, đoạn văn nêu nên các luận điểm. Nội dung thứ ba, đoạn văn khái quát cô đúc vấn đề nghị luận. Các em hãy sắp xếp cho cô các đoạn văn theo thứ tự 1 2 3 4 5 vào các nội dung phù hợp trên. Nội dung thứ nhất là đoạn 1. Nội dung thứ hai gồm đoạn 2, đoạn 3 và đoạn 4. Nội dung thứ ba đoạn còn lại, đoạn 5. Và bây giờ các em tiếp tục tìm cho cô các câu văn có tính chất then chốt trong từng đoạn. Ở đoạn 1, các em tìm cho cô các câu văn nêu vấn đề nghị luận. Ở đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4 là những đoạn văn nêu nên luận điểm. Vì vậy, các em sẽ tìm cho cô những câu văn chứa luận điểm của đoạn văn. Ở nội dung thứ 5, các em tìm cho cô những câu khái quát nâng cao vấn đề nghị luận. Các em tìm được chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé. Ở đoạn thứ nhất, các câu nêu vấn đề nghị luận chính là hai câu cuối của đoạn. Ở nội dung thứ hai, với luận điểm 1, câu nêu luận điểm đó là câu trước hết: Nhân vật anh thanh niên này đẹp ở tấm lòng yêu đời, yêu nghề, ở tinh thần trách nhiệm cao với công việc lắm gian khổ của mình. Luận điểm 2, câu luận điểm đó là những người thanh niên này thật đáng yêu ở nỗi thèm người, lòng hiếu khách đến nồng nhiệt ở sự quan tâm đến người khác một cách chu đáo. Luận điểm 3, công việc vất vả có những đóng góp quan trọng cho đất nước như thế, nhưng người thanh niên hiếu khách và sôi nổi ấy lại rất khiêm tốn ở nội dung thứ ba những câu nêu khái quát nâng cao vấn đề nghị luận đó là câu thứ nhất khái quát nghệ thuật xây dựng nhân vật được nguyễn thành long thể hiện trong tác phẩm những câu còn lại khái quát và nâng cao vấn đề nghị luận bây giờ các em theo dõi kỹ hơn cho cô ba luận điểm chú ý cho cô đến từng luận cứ chú ý cả hành văn của tác giả và cho cô giáo biết vậy thì người viết đã dựa vào những cơ sở nào để nêu lên những nhận xét đánh giá về nhân vật anh thanh niên cơ sở thứ nhất đó chính là hoàn cảnh sống và làm việc của anh là cái gì nữa là lời nói hành động của nhân vật anh thanh niên được tác giả nguyễn thành long khắc họa trong tác phẩm thứ hai dựa vào nội dung ý nghĩa tư tưởng chủ đề mà tác giả gửi gắm trong tác phẩm thứ ba dựa vào nghệ thuật xây dựng chuyện được thể hiện trong tác phẩm. Đây là những cơ sở, những căn cứ để người viết có thể đưa ra những nhận xét đánh giá chuẩn xác về nhân vật anh thanh niên. Từ đây, chúng ta có thể rút ra kết luận. Vậy, với bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích, thì có những yêu cầu gì về nội dung. Những nhận xét đánh giá về truyện phải xuất phát từ ý nghĩa của cốt truyện, tính cách, số phận của nhân vật và nghệ thuật trong tác phẩm. Đây chính là những yêu cầu về nội dung và cũng chính là ghi nhớ thứ hai trong sách giáo khoa. Vậy thì về hình thức, bài nghị luận về tác phẩm truyện yêu cầu những gì? Cô trò ta tiếp tục tìm hiểu sang phần B, yêu cầu về hình thức. Các em tiếp tục đọc thầm lại văn bản và tư duy sau đó trả lời cho cô những câu hỏi sau. Các em sẽ tìm hiểu xem từng đoạn văn tác giả trình bày như thế nào. Trước hết, chúng ta đến với đoạn văn 1 đây là đoạn văn thứ nhất của văn bản đoạn nêu vấn đề cách trình bày của đoạn văn thứ nhất này các em để ý cho cô nhé phần thứ nhất là phần dẫn dắt từ việc nêu cảm nhận chung về cái hay cái đẹp của chuyện tác giả đã nêu cụ thể vấn đề nghị luận cảm nhận vẻ đẹp của anh thanh niên như vậy thì cách trình bày của đoạn văn là từ khái quát đến cụ thể. Ngoài ra, các em lưu ý thêm cho cô các từ ngữ mà tác giả sử dụng trong đoạn văn này. Ví dụ như các từ ngữ lòng ta cứ sao xuyến vấn vương, chứa bao vẻ đẹp đáng yêu, nét cao quý đáng khâm phục để lại cho chúng ta nhiều ấn tượng khó phai mở những từ mà cô giáo gạch chân đây chúng ta biết rồi đúng không đó là những từ ngữ có tính chất gợi cảm xúc các em ạ à, trong văn nghị luận không phải là không cần yếu tố cảm xúc nhé với bài văn nghị luận nếu như các em chinh phục người đọc người nghe bằng một trí tuệ sắc sảo. Thêm nữa, các em còn làm rung động trái tim người đọc bằng những tình cảm nồng ấm, bằng những cảm xúc dạt dào của các em về vấn đề nghị luận. Thì cô tin rằng bài nghị luận của các em sẽ rất thuyết phục. Tất nhiên, làm thế nào để chúng ta có thể có những từ ngữ gợi cảm, những câu văn giàu hình ảnh yếu tố cảm xúc rạt rào trong bài viết thì có lẽ cô trò mình sẽ còn gặp nhau trong một chuyên đề khác đó là chuyên đề cách viết hay. Bây giờ trở lại vấn đề các em theo dõi cho cô. ở đoạn văn thứ nhất chúng ta có thể kết luận như sau: dẫn dắt tự nhiên từ khái quát đến cụ thể những từ ngữ gợi cảm bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem tác giả trình bày các đoạn văn nêu luận điểm như thế nào các em sẽ làm cho cô phiếu học tập nhé. các em lưu ý này phiếu học tập này cô sẽ thu lại các em quan sát ở trên bảng các em thấy cô giáo đưa ra những yêu cầu thứ nhất các em nêu luận điểm thì luận điểm chúng ta đã nêu ở phần trên rồi đúng không ạ các em chỉ cần viết vào đây thôi thứ hai các em tìm các luận cứ thể hiện ở trong đoạn văn thứ ba các em tìm hiểu xem phương pháp lập luận như thế nào và thứ tư là đoạn văn lập luận theo cách nào cô giáo sẽ làm mẫu cho các em đoạn văn thứ hai. Luận điểm chính là câu chủ đề của đoạn văn. Các luận cứ được nêu ra. Thứ nhất, sống một mình, công việc lặng thầm, thời tiết khắc nghiệt. Thứ hai, say mê, yêu thích công việc. Thứ ba, biết tổ chức sắp xếp cuộc sống, nề nếp, ngăn nắp. Đây là những dẫn chứng mà tác giả đã trích dẫn trong tác phẩm một cách chuẩn xác và sinh động. Các em biết rồi, trong văn nghị luận thì rất cần có dẫn chứng lý lẽ để làm sáng tỏ cho luận điểm, đúng không nào? Về phương pháp lập luận thì chúng ta nhận ra ngay được ở đây tác giả đã sử dụng phân tích kết hợp với chứng minh. Về cách lập luận thì đoạn văn này câu chủ đề nằm đầu đoạn và không có câu kết luận. Vì thế cho nên đây là đoạn văn diễn dịch. Tương tự như vậy, các em có thể làm với đoạn văn 3, đoạn văn 4. Các em cùng đối chiếu đáp án với cô nhé. Ở đoạn văn 3, câu chủ đề nêu luận điểm cũng nằm ở đầu đoạn. Các luận cứ được nêu ra gồm 3 luận cứ. Đón khách nồng nhiệt, biếu bác lái xe củ tam thất, tặng hoa, quà cho mọi người. Những dẫn chứng này cũng rất cụ thể, chính xác. Về phương pháp lập luận cũng giống như đoạn văn 2 tác giả đã sử dụng kết hợp giữa phân tích và chứng minh. Về cách lập luận cũng giống với đoạn văn 2, đó là cách lập luận diễn dịch. Ở đoạn văn thứ tư, luận điểm cũng được nêu ra ở đầu đoạn. Các luận cứ cũng rất cụ thể. Phương pháp lập luận giống như hai đoạn trước kết hợp phân tích và chứng minh cách lập luận của đoạn văn là diễn dịch từ sự tìm hiểu vừa rồi chúng ta có thể đưa ra kết luận các đoạn văn nêu luận điểm được trình bày một cách ngắn gọn rõ ràng lập luận, thuyết phục, luận cứ, xác đáng, sinh động, lời văn chuẩn xác, gợi cảm. Bây giờ chúng ta tiếp tục tìm hiểu đoạn còn lại, đoạn 5. Ở đoạn 5, các em chú ý cho cô. Ở phần thứ nhất, tác giả đánh giá khái quát nghệ thuật xây dựng chuyện của Nguyễn Thành Long một cách chính xác và cô đúc ở phần thứ hai tác giả khẳng định và nâng cao vấn đề nghị luận như vậy ở phần này chúng ta nhận ra phương pháp lập luận ở đây không phải là phân tích chứng minh bởi vì đây là phần cuối cùng của văn bản cho nên tác giả đã sử dụng phương pháp tổng hợp Cũng giống như các đoạn văn trước, ở đoạn văn thứ 5 thì tác giả cũng trình bày những nhận xét đánh giá rất là xác đáng và cô đúc. Với một văn bản, như các em biết, thường chia làm 3 phần, mở bài, thân bài và kết bài. Vậy thì các em hãy sắp xếp cho cô những nội dung tương ứng vào ba phần: mở bài, thân bài và kết bài. Các em để ý nào. Ở nội dung thứ nhất nêu lên vấn đề nghị luận. Vậy thì chắc chắn đoạn 1 sẽ là mở bài. Phần nội dung thứ hai nêu lên các luận điểm. Vậy chắc chắn phần này sẽ là thân bài. Các em để ý cho cô nhé. Phần thân bài là phần trình bày các luận điểm. Mỗi luận điểm được viết thành một đoạn văn rất rõ ràng, mạch lạc, đúng không nào? Phần cuối cùng, phần khái quát cô đúc vấn đề nghị luận, đó chính là kết luận của bài văn. Từ sự tìm hiểu vừa rồi, chúng ta có thể đưa ra kết luận. Vậy yêu cầu về hình thức của bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích như thế nào? Thứ nhất, các nhận xét đánh giá phải rõ ràng, đúng đắn, có luận cứ và lập luận thuyết phục. Thứ hai, bố cục mạch lạc, lời văn phải chuẩn xác, gợi cảm. Các em ạ. À, về bố cục của bài nghị luận về tác phẩm truyện, cô chỉ lưu ý các em một chút. Tất nhiên ở bài cách làm cô sẽ dạy các em cụ thể hơn, nhưng hôm nay thì cô lưu ý các em một chút. Phần khái quát đánh giá nâng cao vấn đề nghị luận. Các em có thể tách thành một đoạn riêng sau khi các em trình bày các luận điểm. Còn phần kết bài thì chúng ta khẳng định lại vấn đề nghị luận và chúng ta khẳng định vị trí của nhà văn, giá trị của tác phẩm trong dòng văn học và trong đời sống các em nhé. Từ đây chúng ta rút ra được ghi nhớ 3 và ghi nhớ thứ tư trong sách giáo khoa. Cô đã trình bày xong với các em ba nội dung quan trọng. Nội dung thứ nhất thế nào là nghị luận về một tác phẩm truyện hoặc đoạn trích? nội dung thứ hai đó là những yêu cầu về nội dung và nội dung thứ ba là những yêu cầu về hình thức và bây giờ để các em có thể ghi nhớ những kiến thức này một cách chắc chắn cô trò chúng ta sẽ chuyển sang phần hai la mã luyện tập chắc chắn là cô trò cũng đã mệt rồi đúng không ạ chúng ta sẽ thư giãn với bài tập một đó là một trò chơi ai nhanh hơn. Trên màn hình sẽ xuất hiện một hình ảnh và các em sẽ ngay lập tức cho cô biết hình ảnh này liên quan đến tác phẩm nào, tác giả là ai. Các em nhận ra không nào? Đây chính là hình ảnh liên quan đến tác phẩm Chiếc lược ngà của nhà văn Nam Bộ Nguyễn Quang Sáng, một tác phẩm mà có lẽ đã để lại trong lòng độc giả biết bao nhiêu niềm thương yêu quý mến dành cho cha con ông sáu đúng không ạ bây giờ các em sẽ thi xem ai có thể ra được nhiều đề nghị luận về tác phẩm chiếc lược ngà nhất các em sẽ cùng trao đổi với cô ghi lại các đề nhé và sau đó sẽ thống kê xem bạn nào chiến thắng bạn nào chiến thắng sẽ có phần thưởng đúng không nào để gợi ý cho các em thì cô lưu ý trong các đề văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích các em chú ý cho cô những mệnh đề như là cảm nhận phân tích hoặc suy nghĩ và sau đây, cô giới thiệu với các em một số đề để các em có thể dựa vào đó. Các em ra thêm được nhiều đề khác nhé. Đề thứ nhất, một chuyện ngắn hay là chuyện mà ở đó nhà văn sáng tạo được những chi tiết độc đáo. Em hãy chọn và phân tích một chi tiết trong tác phẩm Chiếc nước ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng mà theo em là độc đáo và có ý nghĩa trong việc làm nổi bật chủ đề của chuyện. Đề thứ hai, cảm nhận về nhân vật bé Thu trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đề thứ ba, phân tích tình cảm của ông Sáu dành cho con khi ông trở lại chiến trường. Trong tác phẩm Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng, để khẳng định chân lý Mọi thứ trên đời có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu thương là mãi mãi. Đề 4. Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. Đề 5. Cảm nhận của em về hình ảnh chiếc lược ngà trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đề 6 suy nghĩ của em về tình phụ tử trong chuyện ngắn chiếc lược ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Như vậy, cô giới thiệu với các em 6 đề. Và các em để ý nhé, mỗi một đề là nghị luận về một khía cạnh, một lĩnh vực khác nhau trong tác phẩm truyện. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ chuyển sang bài tập thứ hai. Ở trong 6 đề vừa rồi, cô chọn 2 đề đề 3 và đề 6. Các em đọc kỹ lại hai đề này. Sau đó thảo luận và trả lời cho cô giáo câu hỏi sau. Có ý kiến cho rằng hai đề văn này có cách triển khai vấn đề nghị luận và xây dựng giống nhau em có đồng tình không? Vì sao? Các em suy nghĩ một phút. Cô giáo gợi ý, các em cần phải tìm hiểu đề thật kỹ vào nhé. Thứ nhất, xem vấn đề nghị luận là gì. Thứ hai, xem giới hạn của đề ra sao và câu trả lời của chúng ta không đồng tình tại sao lại không đồng tình à lý do thứ nhất vấn đề nghị luận trong hai đề này không hoàn toàn giống nhau ở đề ba tình cảm của ông sáu dành cho con như vậy so với đề sáu là tình phụ tử thì hẹp hơn đề sáu vấn đề nghị luận rộng hơn ở đề 6, các em không chỉ trình bày những nhận xét đánh giá về tình cảm của ông Sáu dành cho con, mà còn phải trình bày những nhận xét đánh giá về tình cảm của bé Thu dành cho người cha yêu thương của mình. Lý do thứ hai, giới hạn của hai đề không giống nhau. Đề 3 chỉ nghị luận trong phạm vi đó là đoạn chuyện ông Sáu trở lại chiến trường các em còn nhớ bố cục của tác phẩm chuyện này không? Phần cuối của văn bản đúng nào? Đề 6 thì lại nghị luận trong toàn bộ văn bản. Như vậy phạm vi dẫn chứng khác nhau. đấy. Vì vậy cô lưu ý các em khi xác định đề chúng ta cần phải xác định kỹ vấn đề nghị luận. Thứ hai phải xác định giới hạn của đề. Bởi vì có những bạn nói với cô rằng em đọc đề và em mừng quá đề này mình đã làm rồi nhưng cuối cùng thì em đã nhầm bởi vì ở đề đó giới hạn chỉ trong phạm vi một đoạn trích mà thôi như vậy thì rất tiếc đúng không các em vì thế các em cần phải tìm hiểu đề cho thật kỹ nhé Chúng ta tiếp tục đến với bài tập 3. Các em cho biết cách triển khai đề bài sau đúng hay sai, vì sao? Cô lấy lại đề 2 trong phần trước của chúng ta. Cảm nhận về những yếu tố kỳ ảo trong chuyện người con gái Nam Sương của nhà Văn Nguyễn Dữ. Cô đưa lên trên đây một bài làm của một bạn học sinh. Và tất nhiên là cô đã xin phép bạn đó và bạn ấy hoàn toàn đồng ý cho chúng ta mượn ngữ liệu này để chúng ta phân tích. Bài dài, vì vậy cô chỉ đánh lại và trích lược. Các em chú ý quan sát. Mở bài của bạn như sau. Chuyện người con gái nam xương của Nguyễn Dữ là thiên truyện thứ 16 có nguồn gốc từ một chuyện cổ tích việt nam có tên gọi vợ chàng trương so với chuyện cổ tích vợ chàng trương chuyện người con gái nam sương phức tạp hơn về tình tiết và sâu sắc hơn về cảm hứng nhân văn trong đó nhân vật vũ nương là nhân vật lấy nhiều nước mắt và tình yêu thương trân trọng từ người đọc bạn triển khai luận điểm 1, cô tạm thời ghi lại như sau Trước hết, ta yêu mến Vũ Nương bởi nàng là một người con gái đẹp người, đẹp nết. Sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Sau khi triển khai xong luận điểm một, thì bạn nêu luận điểm hai như sau. Không những yêu mến trân trọng nàng, ta còn thương cảm xót xa cho số phận đầy bi kịch của người con gái ấy. Nào, các em cùng suy nghĩ và cho cô giáo biết vậy cách triển khai đề bài này của bạn đúng hay sai vì sao cô gợi ý các em chú ý vấn đề nghị luận xem đã đúng với đề bài chưa thứ hai là phần nhận xét đánh giá của bạn có ổn không chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết bài tập này nhé câu trả lời ở đây là sai tại sao sai lý do thứ nhất bạn đã xác định sai vấn đề nghị luận bởi vì vấn đề nghị luận ở đề bài này là yếu tố kỳ ảo có nghĩa là đòi hỏi chúng ta phải nhận xét đánh giá về nghệ thuật của tác phẩm trong việc tác giả xây dựng các chi tiết kỳ ảo trong chuyện bạn đã nhầm lẫn sang nghị luận về nhân vật vũ nương như vậy bạn đã lạc đề lý do thứ hai nhận xét đánh giá của bạn chưa chuẩn xác vũ nương là người con gái đẹp người đẹp nết thì đúng rồi nhưng sắc đành đòi một tài đành họa hai thì nhận xét này không đúng với nhân vật vũ nương chắc chắn các em sẽ nhận ra ngay đây là nhận xét dành cho nhân vật Thúy Kiều trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Vậy từ bài tập này, cô lưu ý các em. Những nhận xét đánh giá của mình về một khía cạnh hay một vấn đề, một lĩnh vực trong tác phẩm truyện cần phải chuẩn xác, đúng đắn. Thứ hai, cô lưu ý các em thêm một lần nữa là các em phải xác định vấn đề nghị luận cho đúng. Nếu không, chúng ta sẽ lạc đề. Sau ba bài tập, cô nghĩ rằng các em đã hiểu hơn được bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Nếu bạn nào thực sự chưa hiểu lắm, các em có thể trao đổi với cô và cô sẵn sàng giảng lại cho các em nhé. Còn bây giờ, cô trò chúng ta sẽ tổng hợp lại kiến thức của toàn bộ bài học và đây cũng chính là những kiến thức mà các em cần ghi nhớ. Chúng ta đã xác định ở phần mục tiêu cần đạt rồi đúng không nhỉ? Kiến thức thứ nhất đó là khái niệm nghị luận về tác phẩm truyện là như thế nào. Đơn vị kiến thức thứ hai đó là những yêu cầu về nội dung của bài nghị luận về tác phẩm truyện đơn vị kiến thức thứ ba đó là những yêu cầu về hình thức các em cần phải lưu tâm cho cô những kiến thức này. Như vậy, cô trò chúng ta đã cùng nhau đồng hành hết tiết học, nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em bài học về nhà. Thứ nhất, các em phải học bài và nắm được những kiến thức cơ bản như cô giáo vừa nêu. Thứ hai, các em xây dựng cho cô hệ thống luận điểm, luận cứ cho đề văn nghị luận. Đó chính là đề 3 mà cô vừa lưu ý các em về cách phân tích đề, tìm hiểu đề đấy. Ba, các em viết cho cô đoạn văn cảm nhận về nhân vật ông hai trong truyện ngắn làng của Kim Lân. Ở đây cô không giới hạn số câu Bởi vì cô nghĩ rằng Có những bạn thì có những nhận xét rất là sáng tạo Và những hiểu biết sâu sắc về nhân vật ông hai Cho nên bạn có thể viết nhiều Còn có những bạn thì lại muốn cô đọc xúc tích Thì bạn viết ít Cho nên cô giáo không giới hạn về số câu nhé Để cho các em thỏa sức sáng tạo của mình Bài thứ tư là các em phải chuẩn bị kỹ cho cô bài cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích để chúng ta sẽ học ở giờ sau. Giờ học của cô trò chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em mạnh khỏe, học thật tốt để chúng ta có thể vượt vũ môn trong kỳ thi vào trung học phổ thông. Xin chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau